Nhiệm vụ thứ hai tên Hoàng đúng không? Mặc dù tôi không có nhan sắc nhưng ít ra tôi có sự xuất sắc trong cái nhiệm vụ của mình. Hello, lady and gentlemen. Yeah. Vào. Thank you. Ủa nhiều giờ lắm hả? Hey now. Fish gear. Yeah. Ủa vậy đó hả? Vậy ông ơi, nhân gọn thôi, trời đàn ông biết đó mà. Đang là dân rapper mà. Xin chào tất cả mọi người, tôi Thám Tử Hoàng Rapper. Cái gì mà thấy cái mặt không vậy trời? Anh ghê quá anh à. Khám phá. Cái ngày nào đã không đẹp rồi còn quay cầu. Mình xem sao cái đó được không? Khá là mới. Mình blur đi cho nó mờ mờ được không? Cái này tại vì không có tập với quay phim đó. Khán giả nhỏ đã gửi. Quay phim không có thằng với MC. Book fanpage của chúng tôi. Đây chính là nhân vật chính ngày hôm nay, bạn Tính. Và ngồi kế bên bạn Tính đó chính là phụ huynh của em Tính, đó chính là chị Trang. Thì chị biết Tính chơi môn này được bao lâu rồi vậy? 3 năm, có 2-3 năm rồi. Wow, sao Tính biết được môn này? Ham lắm. Dạ, được bạn giới thiệu cho chơi. Nhưng mà cái đặc điểm của xe này là nó không có thắng. Dạ. Rồi nhìn có sợ không? Dạ có, lúc đầu sợ. Rồi leo lên sợ không? Dạ sợ. Rồi đạp thử hay sao? Dạ té. Hay sao thấy té? Ở té đau không? Dạ đau. Ồ. Cháu thích thì cũng được. Sao đạp? Không có thắng. Sợ. Không có. Dạ. Sợ lắm. Không có cho đi xa. Nó đúng là vậy. Lần nào mà đi xa là giấu không? Không có cho đi xa đâu. Biểu là chạy vòng vòng vậy thôi. Chứ xe cổ bây giờ ngoài đường nhiều lắm mà cho đi xa sợ, rất là sợ. Khuya đi tập thể dục á, vốn mấy dậy đi vậy đó. Dạ. Bên Phạm Văn Đồng á. Mà đâu cho đi đâu. Dạ. Mà cũng mê đi. Một bên thì rất là đam mê. Một bên thì rất là lo lắng. Đâm ra bữa nay em sẽ dẫn cả nhà mình đi gặp những người mà có thâm niên trong cái môn thể thao này. Sang ơi. Đây. Đây là anh Sang. Đây là bạn Tính. Dạ, chào anh Sang. Chào em. Việc đầu tiên là mình sẽ làm quen với xe đạp này trước. Tại vì xe đạp này có bộ phận là nó sẽ không thông phanh. Đó, cái người là không có thắng. Lào quá, lào rồi sao thắng. Bởi vậy nên người ta đã chế cái đùm sau này bắt chết với lại bánh xe. Nên mỗi khi mà người dùng muốn giảm tốc độ của xe đạp đợi thì người ta sẽ đeo cái này vô và giật cái này lên. Và cái tốc độ của xe đó bắt đầu từ từ nó sẽ giảm lại. Ủa, mà anh để ý nha, không có phụt luôn hả? Dạ, không có phụt luôn. Cái gì? Không, cái nhúng chống sóc á. Dạ. Xe không? Chịu lực bằng hai bánh xe. Vậy là nó đau dữ lắm hả? Mà bánh xe đúng rồi. Đâu có đau đâu, biết người ta quen à. To. Cái bánh nó chắc lắm. Là mỗi lần thấy nó tưng là mình phải đứng lên đúng không? Không phải thay phụ. Không, nhưng mà không bỏ bằng tay được để bóng cái khác. Mình muốn cho nó an toàn khi mà mình biểu diễn những cái này thì mình phải thay những cái bộ phận vào. À. Thì tính ra trung bình chiếc gì em độ lên thì khoảng nhiêu tiền? Dạ tầm 4-5 triệu. À, là cứ mỗi món gì mình nhập hàng về thì mình thay. Dạ. Ồ, hay quá ha. Mà lý do tại sao họ phải giãn được hết tất cả các thiết bị như vậy? Dạ. Nhẹ xe. Dạ, một phần là để cho nhẹ xe, hai là để không cho vướng bận, hay là như là thắng. Khi mà người ta muốn quay cái cổ này nè, nếu mà có thắng thì người ta sẽ không quay được. À đúng rồi. Người ta sẽ nhẹ lại hay là bỏ những cái phụ kiện mà không cần thiết trên xe đi. Cho nó giảm động lực của xe lại. Biểu diễn luôn hay quá ha. Ở thí dụ giờ xoay như vậy có lái được không? Dạ được. Vẫn được hả? Vẫn được. À. Tôi là già cả rồi, tôi bó tay môn luôn rồi đó. Cái Thám Tử ở nhà coi có ai muốn thử cái này thử đi nha. Tớ bó tay rồi. Khó lắm á, phải tập ghê lắm á. Té là chuyện bình thường. Đúng rồi, cái này là tôi nữa luôn. Sau một buổi được tham quan và tận mắt chứng kiến những kỹ năng biểu diễn trong trò chơi thể thao là Fish Gear, không biết chị Trang có cảm nhận thế nào ạ? Mấy
hai con này chạy rất là giỏi. Dạ. Hay thiệt. Điêu luyện. Dạ. Rất là hay. Tập xong mà hồi nào mà hay quá trời. Dạ. Nhưng mà để có được cái hay đó, cái điêu luyện đó thì các bạn cũng phải gặp rất nhiều thất bại, rất nhiều cú té ngã. Em thấy mà chuẩn bị mấy bạn bay lên là bắt đầu chị chơi cái té là cũng sợ rồi đó. Thì sau khi mà tập luyện được cái bộ môn này á, về tới nhà cái cảm giác của mình như thế nào sao ha? Dạ, nó khó ngủ lắm ạ. Cảm giác nó vui lắm, hạnh phúc khi mà mình làm được một cái chích gì đó mà mình kỹ năng là nó dạ. Chơi cái này không bao giờ là được gọi là hoàn hảo cả. Lúc nào thì cũng phải vươn bậc cao hơn và cao hơn nữa. Nó là một cái lý trí của em để em tiến xa hơn. Như vậy thì Tính phải luôn nhớ là chơi làm sao cho thật là an toàn, chơi mà không có ảnh hưởng đến những người xung quanh, và chơi có giờ giấc, có lịch trình đàng hoàng. Dạ. Ăn thôi. Dạ. Rồi, Tính nhớ nha. Dạ. Thấy chưa? Lại một lần nữa những thử thách liên quan tới vận động lại giao cho tôi. Và thật là may mắn khi tôi vẫn còn an toàn để về nhà. Có làm gì đâu mà không an toàn. Tại vì cái môn này quá cô. Anh, em cảm thấy rất là hụt hẫng. Tại sao anh không có leo lên chiếc xe đạp anh thử đi vài đường? Chán ghê luôn. Trời ơi, cái cảm giác mà già rồi. Ông đứng, ông dẫn chương trình có mấy câu mà ông còn cà bắp pin rồi. Ram thẻ nhớ CPU nó còn lỏng. Sẵn có sếp ở đây nữa nè. Sếp ơi, thám tử này cũng già rồi đó sếp. Không giao cho tôi không? Phía kia là một bộ môn thể thao có từ rất lâu đời rồi. Nó được ra đời song hành cùng với cái sự phát minh ra những chiếc xe đạp đầu tiên trên thế giới luôn. Xe đạp đầu tiên trên thế giới không có thắng. À đúng. Đâm ra người ta gặp tai nạn hoài. Đâm ra người ta mới suy nghĩ ra cái gì để dừng lại cái xe. Mà bộ môn này nó đòi hỏi là mình phải có kỹ thuật. Trước tiên là nó chia ra làm hai dòng. Một là dòng tốc độ chạy đường trường, là chạy hoài luôn, chạy kiểu không thắng luôn, chạy miết luôn, chừng nào đụng đi đâu thì giữ nó dừng cho đó thôi. Cái thứ hai là cái dòng biểu diễn mà chúng ta đang vừa mới được xem, là biểu diễn những kỹ thuật cùng với chiếc xe của mình. Cái loại hình mà chạy hoài á là ai nhanh hơn thắng đúng không? Đúng rồi, chạy lại chậm hơn thắng. Hay quá, công nhận. Anh nói gì mà em vẫn hiểu được. Nha, chủ gara giỏi quá ha. Nhớ ở bên Mỹ có khái niệm là cô gái tóc vàng, hình như ở đây cũng có. Nhưng mà cái quan trọng là tôi hoàn thành nhiệm vụ là mẹ của anh bạn nhỏ này tiếp tục ủng hộ cho bạn ấy chơi môn freestyle. Không, em thấy hình như là ủng hộ còn hơi gượng ép, giống như có máy quay nên ủng hộ vậy đó. Cha mẹ nào cũng lo cho con cái. Chứ bây giờ anh chưa có giải tỏa được. Ngay cả khi con làm MC, ba mẹ cũng rất là lo cho con. Từ ngày con cứ làm mỗi MC, lần con gặp trai đẹp là con cứ tươm tướp lên, ba mẹ lo cho tính mạng của thằng đó lắm. Đúng rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến tới phần quan trọng, đó là phần đánh giá chuyến đi của ai sẽ hấp dẫn hơn. Để hay cho anh Bảo nghe nha. Nếu mà anh Bảo thích cái của em á thì anh đưa cái màu đỏ lên. Cái anh không thích cái của anh Hoàng thì anh đưa cái màu đen. Nè. Nhìn cái tác phẩm của Miko là biết thích hay không nè. Đó trời ơi. Cái gì vậy mày? Rồi bây giờ là phần đánh giá chuyến đi của Miko Lan Trinh. 2 3. Tôi thích con chủ. Tại tôi thương mày thôi. Thật ra tôi thấy là bởi vì nó rất là tốt đúng không mà. Tại vì nếu các bạn nào mà đang có dự định là muốn tìm hiểu về cái nghệ thuật xăm cũng như là vẽ đó thì Hannah rất là tốt. Không liên quan gì tới em hết hả? À em hả? Em hay. Em đẹp nè. Tới chuyến hành trình của anh Hoàng Rapper là Fix Gear. Hết hồn. 1 2 3. Ok, coi như là cái lỗi. Ok. Như vậy, thám tử của tuần đã thuộc về người đẹp Miko Lan Trinh. Xin mời Miko. Rồi, cảm ơn Miko rất nhiều. Cho Miko một tràng pháo tay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với những hành trình tiếp theo. Cái thứ đầu tiên sẽ có nội dung như sau. Xin chào các thám tử vô nhộn. Em tên là Tèo, đang làm nghề buôn bán ve chai dạo. Nhờ chăm chỉ thật thà nên cũng có đồng ra đồng vô. Nhưng em thấy buôn bán kiểu này cũng khó làm giàu quá. Em nghe nói nếu biết cách thì mấy thứ chai lọ bỏ đi sẽ có nhiều công dụng lắm. Nếu tái chế được thì bán có nhiều tiền hơn. Em nhờ các anh chị tìm hiểu giúp em. Và sau đây là lá thư thứ hai. Chào cô thư ký dễ thương của chương trình du lịch kỳ thú. Hư cấu, có không? Hư cấu. Anh nè, anh không móc ký, anh nhìn lòi mắt là anh nè, nhìn đi, có không? Cái đó là biên tập ở ngoài thêm vô. Rồi. Bạn mới gõ thêm vô luôn á. Bạn mới gõ thêm vô luôn. Mình tên là Duyên. Mình có một người bạn trai ở nước ngoài. Chúng mình hay cùng nhau trao đổi thư từ điện tử với nhau. Nhưng mà dạo gần đây mình muốn thử một lần viết thư tay cho anh ấy. Và mình cũng được biết có một bác đã lớn tuổi chuyên viết thư thuê lâu năm tại bưu điện thành phố. Nên hôm nay mình muốn nhờ chương trình giúp mình đến gặp bác ấy để giúp mình viết một bưu thiếp cho bạn trai mình. Qua đó mình muốn tập
cho anh ấy thói quen viết thư tay cho lãng mạn. Mong chương trình giúp em nhé. Cảm ơn chương trình. Thôi bây giờ được rồi, nãy giờ tôi thấy một người lầy nhất mà nói chuyện kỳ cục nhất. Đúng thì tôi rồi. Nghĩ là người đó nên quay ngược lại quá khứ và sửa những cái sự lỗi sai của mình đi. Đúng. Hoàng đáp mơ. Thôi cái này khó lắm. Thôi cái gì, anh lớn tuổi rồi, anh có kinh nghiệm, anh phải sử dụng cái sự già cỗi của anh. Anh có nghiệm năm thôi. Tháng của anh chứ. Nghe dở hơn em nữa nè, đi làm mấy cái nhiệm vụ em đi. Em cảm thấy cả ngày hôm nay hình như tổ không nãy anh nói anh chuyện đòi không có duyên. Thôi thanh tử cũng có tổ nè. Từ thư ký nè, ổng đòi vận động á, thì nói anh già rồi. Thì bây giờ anh không vận động rồi đó. Cho anh ăn đi, cái gì mà liên quan tới anh. Để em anh ơi. Cái đầu tiên hồi lại sẽ thanh độc. Ve chai hả? Ve chai, ai sẽ là người đi tìm hiểu. Ê ê, xí xí, hồi trước ba Zo có làm cái số mà tái chế rác rồi đó. Ờ đúng. Chính xác. Vậy để ba Zo làm ve chai luôn đi, cho hợp đi. Trời tốt quá hả bạn, thôi đây các bạn. Cái gì? Tốt đây sợ luôn. Ở ngoài ve chai. Đưa cho tôi. Thôi, còn cái gì mà thú quắc á thì giao cho người vắng mặt. Tại sao tại vậy? Đúng rồi, anh dành cái gì thơm thơm thì dành gì mình hát lại thao em. Anh đánh ngược lại không? Rồi. Đúng rồi, mấy cái thui thui để Zo đi. Để thư ký phân giải. Quên nữa. Thứ nhất là ba Zo đã từng làm cái nhiệm vụ về tái chế rác. Đúng rồi. Và Sĩ Thanh cảm thấy là ba Zo là một người cực kỳ hợp với rác. Trên con đường muốn làm rất là muốn làm giàu. Thanh rác. Cuối cùng là thành giá. Ba Zo sẽ được giao nhiệm vụ này. Trời hơn quá. Thời lượng chương trình hôm nay cũng đã hết rồi. Hy vọng mọi người lại tiếp tục bật hát thứ 7 vào lúc thứ 5 hàng tuần vào lúc 22h45 nhé. Và 0989 089 413, đó chính là số hotline để cho quý vị có thể gọi điện thoại đến để gặp gỡ, giao lưu và thả thính với Hoàng Rapper. Chúng ta có Facebook là Du lịch Kỳ Thú, cũng như một kênh YouTube là MCV Media. Và chúng ta còn có một kênh nữa, đó chính là HTV Entertainment, để xem lại những clip của Du lịch Kỳ Thú rất là hay và hấp dẫn mà có Miko. Các bạn nhớ xem và comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn. Hết chưa? Chắc hết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.